Hello, em Trần Anh Ô Tô xin gửi lời chào thân thương đến toàn thể tất cả các cô chú anh chị trên kênh YouTube nha. Hôm nay trải nghiệm cùng với Trần Anh về thêm một mẫu xe xa xa ở cuối chân đồi, có con Jolly nhỏ đứng chờ tại salon, một mẫu xe cực kỳ là ít tiền về phục vụ cho cô chú anh chị. Với chiếc xe, phương châm của chúng em là gì ạ? Đi tốt và em dùng bền, và giá tiền lại cực kỳ rẻ đến với cô chú anh chị nữa. Trần Anh tiếp tục cập nhật về chi nhánh 3 và thêm một mẫu xe Jolly Mitsubishi, một thương hiệu của Nhật Bản, 70E12574, đời 2005. Con này bếp full, bánh gầm, đồng sơn phong dáng không một dấu hiệu được trời xước. Hai cụm đèn đứng nguyên bản theo xe luôn anh chị nha. Cạn đuôi cá phía sau nè, đầy đủ trên chiếc xe rồi. Một mẫu xe khá là thương hiệu của Nhật anh chị nha. Giá tiền cực rẻ thôi, tầm 100 gì đó, quay đầu sở hữu ngay một mẫu xe đẹp rồi, đời 2005, đời khá là cao, form mới. Đây anh chị, hai cụm đèn nè, hai cụm đèn mắt xéo nguyên bản thôi, nhà sản xuất. Mặt ca lăng trước biểu tượng Mitsubishi, con này nó chỉ thiếu bánh, nó thiếu bánh treo thôi nha. Dòng này là dòng bánh gầm anh chị nha. Đây là hai cụm đèn nguyên bản theo xe nè, xe sơn si không một dấu hiệu là trời xước luôn. Tôi có người vợ ngoan đẹp như trăng 18, cưới rồi đành xa nhau. Những mẫu Jolly sao mà nghẹt nghèo, xinh xinh màu nắng nha. Má Jolly hồng, thơm mùi thơm, lúa non, đẹp tuyệt vời chưa? Sơn si là không có dấu hiệu là chạy xước anh chị nha. Hai cụm đèn nguyên bản nè, hai cụm đèn nguyên bản, đèn đứng nguyên bản theo xe nè. Máy 2.0 anh chị nha. Đó, đồng sơn nè, bốn cánh cửa là dán phim cách nhiệt hết toàn diện trên chiếc xe rồi. Mẫu này đời 2005. Đây anh chị, phần táp lô, táp bi là cực kỳ sạch sẽ luôn. Tài xế chạy xe cho Trần Anh về từ 70 Tây Ninh, từ Tây Ninh về đây 400 cây. Xe này bên em cũng đã dọn dẹp làm đẹp hết cho cô chú anh chị rồi. Ghế nỉ nè, được bọc toàn bộ cho em nó một lớp da mới. Một dòng xe 8 chỗ, dàn lạch, dàn lạch nguyên bản theo nhà sản xuất anh chị nha. Hai bên lường nè, không một dấu hiệu đâm va cứng đụng trên chiếc xe đâu. Tuổi vừa 18 thôi anh chị ạ. À, sắc xuân còn tràn đầy phơi phới nhá. Đẹp tuyệt vời chưa? Táp bi nè, đây là phần táp bi nguyên bản của nhà sản xuất anh chị nha. Keo chỉ nè, bốn cánh đẹp như nhau nè, tự như cánh bèo trôi, quá chuẩn. Lấy về là chạy. Ngoài ra cô chú anh chị không phải làm thêm bất cứ một khoản gì nữa nhá. Lắp khóa trong. Đây à, đẹp như nhau nè. Hai bên lường nè, không một dấu hiệu đâm va cứng đụng trên chiếc xe. Đây là những sóng gân nè. Đó, sóng gân của bề các chân nè. Đây là phần nách cửa nè anh chị nè, sạch sẽ lắm, nỉ non nguyên bản theo xe. Hai bên nè, tầm giá 100 triệu gì đó, mua bớt cho anh chị một tí xíu, lấy lọc cho nó vui nha. Đó, form dáng nè, ghế sạch sẽ chưa, bọc lại toàn bộ ghế mới cho em nó toàn diện rồi nha. 8 chỗ, phía sau là 3 chỗ, trước 3 trên 2 là 6 là 8 anh chị nha. Trần nỉ nè, dàn lạnh là 6 lỗ thông lạnh, nguyên bản có nhà sản xuất luôn, len ken xào en, chạy thôi. Mẫu xe này thì quá quen thuộc đến với cô chú anh chị rồi, không có gì mà xa lạ hơn mẫu này nữa. Đẹp chưa? Dọn hết rồi nha cô chú anh chị. Một mức giá cực kỳ là rẻ, biểu tượng của Mitsubishi, dòng xe bánh gầm, dòng xe bánh gầm anh chị nha. Dòng này viên chia ra cho chúng ta hai phiên bản, một bánh gầm, hai là bánh treo. Em này sở hữu ngay dòng xe bánh treo, bốn cánh cửa nè, rất là dễ thương trong cuộc sống luôn. Táp bi cửa nỉ non, nguyên bản tôi xe chập trùng nha. Đó, táp bi nè, keo chỉ nè, rin nồi luôn. Hai bên là bạn các chân những sóng gân nè, nhẹ nhàng mà cá tính, lả lướt và cất bước đi trên từng con phố. Ron, ron rin nguyên bản tôi nhận xuất, kính nè, Mitsu toàn bộ anh chị nha. Đẹp tuyệt vời. Táp bi cửa đây cũng vậy nè, bốn cánh tinh điện, vô lăng nè. Vô lăng kết hợp là vô lăng bốn chấu. Dòng này thì vẫn xài là nút vặn. Đây anh chị ạ. Dòng bản đủ là nút tròn, núm vú nha, con này là nút vặn nha, phân biệt cho Trần Anh. Màn hình có, cam dây có, côn số, len ken xà beng. Chủ nhà kết hợp người ta cũng đã lên gương chỉnh điện cho em nó rồi nè. Đầy đủ chức năng côn ra số nè. Đó, không dấu hiệu phai mờ nha cô chú anh chị. Hai bên những sóng gân bên phần thân trụ nè, đẹp dịu dàng nè. Mảnh mai chưa, nhẹ nhàng cá tính lắm. Ít tiền thôi, và phục vụ cô chú anh chị đó.
dây đai bảo hiểm an toàn hai bên phần thân trụ len keng xà beng luôn, chất lụi. Xe này hết sơn rin rồi, người ta sơn lại hết rồi, anh chị đừng hỏi cho anh còn chất sơn rin hay không nha. Đè nè, trợ lực nè, nhẹ tưng ngồi một chỗ sau vô lăng nè. Đó, ai đứng như bóng dừa tóc dài bay trong gió. Có phải người còn đó là một mẫu Jolly đẹp tuyệt vời như thế này sao? Đầy đủ chức năng trên con xe này nha cô chú anh chị. Khay học gạt tàn thuốc đầy đủ nè, không thiếu bất cứ một khoản gì nữa đâu. Lấy về là chạy thôi. Kết hợp là gương chỉnh điện, đèn đóm đầy đủ trên con xe luôn. Máy lạnh đây. AC chừng anh đã kích hoạt nè, máy lạnh nè. Mở một phát là có lạnh rồi nè. Đó, máy lạnh đã mở có rồi nha anh chị nha. AC nè. Đóng AC nè. Có lạnh rồi. Cảm giác là xe lạnh tuyệt vời. Khay học để đồ, tắp đô tắp bi những cái băng gai nè, len keng xà beng chưa, êm lắm, máy móc nổ cực kỳ êm ái luôn. Được cái xe này mẫu xe liền lạc sạch lắm, phục vụ cho cô chú, những cô chú anh chị có tiền á mua về chạy thì quá ok, quá đỉnh, quá chất, quá cọp rồi, không thể nào bàn cãi với chiếc xe này được nữa nha anh chị nha. Một cái mức giá hôm nay Trần Anh có nói với công ty bán giá 115 triệu á, Trần Anh không đồng ý giá đó, để giá cho cô chú anh chị 100 triệu, ngoài ra có bớt luôn giá chuẩn của Trần Anh đưa ra nhá. Đây anh chị, kính là ron phía trước không có dấu hiệu thay thế, kính của Mitsu nè, cần anten ten nè, nguyên bản theo xe nè, rin là rin, nắp capo sạch sơn si sạch sẽ lắm. Hai cụm đèn thì sao, halogen truyền thống nguyên bản nha, đại bàng Đông Nam Á, đèn gầm đầy đủ trên chiếc xe rồi kìa. Biểu tượng mặt cái lăng của Mitsubishi Jolly là một dòng xe khá là nổi tiếng của thương hiệu Nhật nhé. Đây là anh chị nè, len keng xà beng chưa, ok luôn, đèn kiều lỡ bước anh chị nhá, tuyệt vời. Những sóng gương chạy từ nắp capo đến cuối xe nè, không một dấu hiệu là móp méo. Được cái hai vỏ trước mới 100%, chủ nhà vừa thay xong. Dòng này là mâm sắt đã được ốp chụp mâm nha, thưa toàn thể tất cả các cô chú anh chị. Đăng kiểm thì sao ạ? Chúng ta quay lên một tí xíu nữa. Đăng kiểm tháng 6 năm 2021. Đăng kiểm khá là sâu. Chủ nhà vừa mới đăng kiểm xong. Máy nổ rồi, thì thầm mùa xuân luôn. Anh chị có nghe thấy tiếng máy nó rung không? Không hề một tí xíu là rung lắc. Rất là tuyệt vời. Trải nghiệm vô phần nắp capo cùng với Trần Anh Auto nè. Đẹp lắm. Đây là dòng xe ít tiền thôi. Nắp capo nè, anh chị coi nè, nắp capo sạch sẽ chưa? Trên nắp capo nè, cực kỳ là sạch sẽ anh chị nha. Sạch sẽ lắm. Ok chưa? Rất là very good. Đây nè, hai bên nè, đẹp như nhau. Boe nè, máy đang hoạt động nè. Nổ thì thầm mùa xuân. Dòng này không có dấu hiệu đổ hơi nha. Hay là cô chú anh chị, bút xoay cam cò đang bơm, không có một dấu hiệu đổ hơi đâu. Bên Trần Anh cũng đã đi dọn cái xe này kỹ cho cô chú anh chị rồi. Trải nghiệm nè. Hai bên lường không có một dấu hiệu đâm vai cứng đụng như chiếc xe anh chị nha. Đây là dàn trước của em nó nè, dàn nguyên bản của nhà sản xuất nè, không một dấu tích là móp méo. Trang bị cho em nó là bình khô, hai bên đẹp như nhau nè. Đó, anh chị nào đam mê về mẫu này thì alo trực tiếp cho Trần Anh Auto, giá cực kỳ là hợp lý nhá. Đèn đóm đầy đủ hết trên chiếc xe rồi. Đẹp chưa? Giờ đây cô chú anh chị không cần xe tiền vài trăm đâu, dưới 100 sở hữu ngay mẫu Jolly 205, đời khá là cao luôn. Gầm bệ chắc nụi, bốn cánh cửa nè, đẹp len keng xà beng luôn. Hai cụm đèn thắng phía sau nè, đèn đứng nè. Đây là phần cốp sau nè anh chị. Hỗ trợ cho em nó thì sao? Hai tia nhúng thị lực đẩy em nó lên tới một cái tầm cao mới nhất định trong cuộc sống. Hai bên là keo chỉ nè, ok chưa? Sơn xây gì chủ nhà người ta cũng vừa sơn lại con này hết 15 triệu xong. Hết sơn rin rồi. Đây nè, nẹp nè, nẹp nhựa nguyên bản của con Jolly nè. Xe rất là sạch sẽ nha. Đó, lấy về chạy thôi cô chú anh chị ạ.
ký rút hồ sơ cho cô chú anh chị chỉ một nút nhẹt mà thôi nhé. Nhiều xe và nhiều sự lựa chọn khác nhau, nhớ đăng ký kênh channel bên Channel Auto. Em luôn luôn cập nhật về những mẫu xe đẹp nhất nè, hot nhất nè, rẻ nhất nè, về phục vụ cho cô chú anh chị. Tình thương mến thương nhé. Đây anh chị nè, trải nghiệm phần gầm nhé. Đây là phần gầm nè, gầm bệ nè. Đó, chị thấy gầm bề không? Gầm bề là chắc lượng qua thời gian và năm tháng luôn. Không một dấu thì được một ngọt nhé. Ok chưa? Đam mê về mẫu Jolly 205 bánh treo này, bánh gầm này thì alo cho Trần Anh Ô Tô. Sơn xì sơn lại hết rồi, đẹp lắm, không một dấu hiệu trời luôn. Một lần nữa Trần Anh xin kết thúc channel tại nơi này ạ. Em xin see you and goodbye.